Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Trường Ninh Tướng Quân của tác giả Bồng Lai Khách. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 26. Giữa mày một điểm chu sa đỏ. Thúc Thận Huy về Vương phủ, Lý Tường Xuân và Trương Bảo Hầu y thay y phục. Cởi lớp công phục màu trầm ngày thường, đổi một bộ màu bảo lam, xanh ngọc đội mũ nạm ngọc đai lưng xanh mực. Xanh mực trên nền màu ngọc lam, trong dịp như này không phô trương, lộ vẻ chứng chạc mà cũng không quá nghiêm túc. Người vốn đã xuất chúng, mặc bộ y phục thường ngày ít mặc thế này càng làm bật lên vẻ anh Tuấn cao ngất. Khương Hà Nguyên cũng không kém mấy. Cô vốn không quen mặc váy, từ nhỏ đến lớn, hầu như chỉ mặc y phục trong quân, mấy hôm trước y phục thường ngày mặc trong vương phủ cũng là áo bảo thuận tiện hành động. Nhưng hôm nay đến nhà làm khách, chỗ đến, không phải triều đình cũng không phải chiến trường, Khương Hàm Nguyên càng không có ý ở ngoài quân doanh ra vẻ cường điệu mình là thân phận tướng quân khác người, nên cũng như hôm đại hôn, thay thịnh trang. Y phục cô mặc, dĩ nhiên là do trang thị chiếu theo thịnh trang đương thời các phu nhân trường an thường mặt dịp long trọng mà chuẩn bị, phía trên là tay áo đối khâm màu xương ánh trăng, bên dưới là váy dài gấm màu chu sa đỏ cực thuần, vai phủ lụa trắng, hoa văn thêu trên lụa trắng không phải hoa sạc sỡ bắt mắt thường thấy mà là nhạn mùa thu trên mây. Trang thị nói lúc chuẩn bị y phục giúp cô vừa thấy đã chọn chúng nó. Tóc cô trải thành búi mẫu đơn. Trang thị nói, dù búi mẫu đơn giờ không còn thịnh hành, song bà thấy cực kỳ thích hợp với Vương Phi. Bà nói sao là vậy, Khương Hàm Nguyên nhắm mắt lại chịu đựng mặc cho bà dày vò. Chờ trải xong đầu, bọn thị nữ vây hết sang xem, tán thưởng không thôi. Khương Hàm Nguyên rất phối hợp, chỉ riêng chịu ngồi yên cho trải đầu đã hơn nửa canh giờ, thấy cuối cùng cũng xong, bèn đứng lên. Vương phi đợi tí còn chưa son phấn, nếu phủ nhẹ một lớp, ắt hẳn khí sắc sẽ tốt hơn. Trang thị bảo nàng, Khương Hàm Nguyên nói. Vậy được rồi, cứ vậy đi. Trang thị biết đêm đại hôn cô cũng không trang điểm, tuy hơi tiếc nuối nhưng cô đã không thích thì đành thôi, cười nói. Cũng được, Vương phi trời sinh mày thúy mắt sáng, cũng không cần trang điểm quá nhiều. Để tôi xem phía điện hạ đã xong chưa. Vừa dứt lời, một thị nữ bên ngoài nói. Điện hạ tới đón Vương phi. Thúc Thận Huy đi đến, dừng mắt lên người Khương Hàm Nguyên, đánh giá. Khương Hàm Nguyên bị y ngắm cả người như bị kim châm, cầm áo choàng thị nữ đưa lên áo choàng, cất bước định đi ra. "Chờ chút." Thúc Thận Huy bỗng nói, bước nhanh đến trước bàn, nhặt cây bút lông, chấm nhẹ vào hộp son, quay lại trước mặt cô. "Đừng nhúc nhích." Y khẽ nói. Khương Hàm Nguyên khẽ giật mình, y đã nâng bút nhẹ nhàng điểm chính giữa mi tâm cô một cái, thu bút, ngắm nghía sơ qua. Đẹp vô cùng. Y nhích mi, nhẹ nhàng khen. Tim Khương Hàm Nguyên nhẹ nhảy, chỗ da thịt mi tâm bị đầu bút lông mềm mại chợt điểm lên hơi lạnh, hình như có con sâu nhỏ vô hình, từ từ chui từ dưới da cô ra, tỏa khắp xung quanh. Cô hoàn hồn sau khắc hốt hoảng ngắn ngủi, một thị nữ cười nâng gương đến trước mặt. Cô nhìn cô gái trong gương, ngay mi tâm nàng ấy, đã thêm một điểm chu sa đỏ, rất hợp màu váy, cả người được tôn lên, rất kiều diễm. Trang thị che miệng, nghiêm mặt nói. Vẽ rồng điểm mắt, dệt hoa trên gấm, điện hạ và vương phi thực là bích nhân vốn có. Đám thị nữ trong phòng, gan lớn, đã lén cười trộm, dối rít khen đẹp. Y cười một tiếng, thả bút. Khương Hàm Nguyên theo quán tính đưa tay định chùi. Sau một tích tắc, cổ tay đưa lên bị người kia nắm, chậm rãi kéo ra. Giữ đi y chăm chú nhìn vào mắt cô thấp giọng nói cô không động đậy y quay đầu bảo lý tường xuân chờ ngoài cửa đi được rồi hai người lên xe ngựa đi đến phủ hiền vương trên đường khương hàm nguyên luôn cảm giác người bên cạnh không giống mấy hôm trước lắm như ngay lúc này hai người ngồi chung dù y chẳng nói gì song người lại có vẻ phá lệ phấn chấn tinh thần cảm giác đó hết sức rõ ràng chả biết y gặp chuyện tốt gì đương nhiên cô cũng chẳng đi hỏi Đến Hiền Vương phủ, đã có người báo tin từ trước, hai người xuống xe, vợ chồng Hiền Vương dẫn cả nhà trên dưới cùng đông đảo nam nữ tân khách đã đợi ngoài cửa, mấy trăm người đen nghịch ra đón. Lễ xong, hai người đi vào, Khương Hàm Nguyên đi sang cầm huy đường yến đường bên phía lão vương phi còn khách nam như y thì sang bên Hiền Vương. Ta sang bên kia, nếu Vương phi có chuyện gì cứ cho gọi. Ngay trước mấy trăm cặp mắt, Nhiếp chính vương mỉm cười, hơi cúi đầu, môi dán đến bên tai Vương phi thì thầm: như có vẻ thân mật không rời. Trung quanh lặng ngắt như tờ, khương hàm nguyên âm thầm bóp tay thành quyền. Bỗng trong đám có tiếng cười khẽ, dám cười cũng chỉ có vĩnh thái công chúa. Chỉ thấy từ bên cạnh lão vương phi một cô gái trẻ xinh đẹp mặc áo gấm màu vàng nhạt đi tới, đến trước vợ chồng nhiếp chính vương, nhẹ nhàng chào xong, cười nói: vương đệ yên tâm đi nhé, a à mùng sẽ giúp vương đệ chăm sóc a à muội cho tốt sao? Sao nguyên gốc vẫn còn là huynh tàu nhiếp chính vương cười lui ra khương hàm nguyên quay sang chúc thọ hiền vương phi lão vương phi cười luôn miệng bảo được rồi nhiếp chính vương phi đích thân tới thật rồng đến nhà tôm a à, mông con không thể lỗ mãng vô lễ để vương phi chê cười công chúa nói mẫu thân xem lần trước vương đệ và a muội vào cung con cực kỳ muốn đi lại không đi được con hận không biết nữ tướng quân em dâu này sớm hơn đành đợi mãi đến hôm nay vất vả đợi rồi con mừng còn không kịp sao dám lỗ mãng? Trung quanh cười rộ lên phụ họa. Hôm nay ngoại trừ Thái Phi và Lan Thái Hậu trong cung, tất cả các phu nhân thành trường An gồm cả đại trưởng công chúa đều đến. Hiền Vương Phi Hàn Huyên đôi câu, bèn gọi ôn loan đứng sau đến, giới thiệu với Khương Hàm Nguyên là con gái nuôi mình mới nhận, vừa cười bảo ôn loan đến bái kiến nhiếp chính Vương Phi. Ôn loan yêu kiều cúi bái. Khương Hàm Nguyên không chờ lễ xong đã tự tay đỡ nàng. Không cần đa lễ, giọng cô đầy ôn hòa ôn loan chậm rãi đứng thẳng đôi người chăm chú nhìn khương hàm nguyên nhẹ giọng tạ ơn đa tạ nhiếp chính vương phi Lục ôn loan cúi người bái cô người chung quanh đều nhìn thấy thế thoáng im lặng một lúc có vài người vốn ôm lòng xem náo nhiệt không khỏi thất vọng hiền vương phi đưa mắt nhìn quanh cười nói bảo nguyễn hí vào phủ tiếp tục dẫn người vào một màn thế là xong tròn chừng trăm quý bà quý cô có tư cách nhập yến theo sau rực rỡ hoa gấm đi tới yến đường. Thiếu đế giờ này còn chưa đến, thọ yến chưa khai tiệc. Chúng nữ vây quanh lão Vương Phi và nhiếp chính Vương Phi, lấy hai người làm trung tâm, một bên cười cười nói nói, một bên xem huyễn hí. Một lát sau có người truyền lời, bệ hạ giá lâm, thế là tất cả đều ra ngoài tiếp giá. Thiếu đế từ đầu đến chân đầy trang nghiêm, lúc lấy giọng cho cả đám bình thân, tầm mắt liếc xuống Khương Hàm Nguyên, ngay sau đó thu lại quay sang lão Vương Phi chốc thọ xong xuôi hai bên lại tách ra thọ yến sắp bắt đầu khương hàm nguyên về yến đường lúc sắp đến đại trưởng công chúa vượt lên cười nói với vĩnh thái công chúa công chúa nói sắp xong chưa ta thấy từ lúc gặp nhiếp chính vương phi con dính chặt lấy nàng ấy không thả tốt xấu gì cũng chưa lúc để bọn chúng ta nói tí chứ vĩnh thái công chúa ngoài cười nhưng trong thì không đáp xem cô mẫu nói kìa người muốn nói thì cứ việc nói đi còn có dán miệng người hay sao thôi nha đầu ngươi miệng lưỡi lúc nào cũng bén nhọn, cũng chỉ có phò mã tha cho ngươi, cô mẫu sợ ngươi rồi. Đại trưởng công chúa tự biết thân phận, nào cùng vĩnh thái công chúa dây dưa chi, một câu dẹp qua, tự chuyển sang Khương Hàm Nguyên. Nhiếp chính vương phi có thể mượn một bước nói chuyện không? Đôi chân Khương Hàm Nguyên không nhúc nhích. Đại trưởng công chúa mặt không đổi sắc, mắt nhìn quanh, những người còn lại thức thời lùi hết, chỉ còn vĩnh thái công chúa không đi, đại trưởng công chúa cũng xem không thấy, coi nàng ta là không khí, chuyển vẻ mặt chân thành nhìn Khương Hàm Nguyên nói. Vương Phi, ta biết cô vì chuyện xưa kia, trong lòng hận ta vô cùng, ta cũng không dám trông cậy vào thứ gì, dù sao tất cả đều bắt nguồn từ ta mà ra. Thật ra từng ấy năm đến nay, mỗi lần nghĩ đến chuyện cũ ta cũng đau đớn tận cùng, hối hận vô cùng. Chỉ trách ta, nếu biết sẽ gây ra hậu quả như thế, dù thế nào năm đó ta cũng sẽ không xuất kinh. Dầu cô tin hay không, hôm đó lệnh truyền cũng chẳng phải từ ta phát ra. Là trên đường gặp thú hoang tấn công, ta chấn kinh hôn mê, hạ nhân bên cạnh sợ rằng ta có chuyện gánh trách nhiệm, nghe người trong võ thành bảo cha cô mới đi ngang vài hôm trước, bèn tự ý làm chủ triệu ông ấy hộ giá, ta nào biết vì thế mà ủ ra đại họa. Tuy không có ý, song ta vẫn chịu tội không chối từ. Hôm nay rốt cuộc đã có dịp, ta tình nguyện xưng tội với Vương Phi. Nhận ta thi lễ đại trưởng công chúa duy ngã độc tôn ngông cuồng một thời ngày xưa, dưới rất nhiều ánh mắt từ xa thầm quan sát, cúi bái Khương Hàm Nguyên, hành lễ. Đừng nói ai khác, chính Vĩnh Thái công chúa cũng lần lượt bị tư thái cử động bà cúi người cả kinh sừng sốt. Ánh mắt Khương Hàm Nguyên bình tĩnh như nước. Đã không liên quan đến đại trưởng công chúa, sao phải ái náy, xin tội từ đâu ra mà nói. Hôm nay bà với ta đều là vì chúc thọ hiền vương vương phi mà đến, đại trưởng công chúa thế này không khỏi sẽ có hiểm khích giọng khách ác giọng chủ, ta không dám nhận. Thôi ngồi vào vị trí đi, ổn thỏa hơn. Phải, phải, Vương Phi nói có lý. Là ta đường đột, đại trưởng công chúa ngây ra, lập tức kịp phản ứng, cũng cười đáp. Khương Hàm Nguyên đi rồi, Vĩnh Thái công chúa cười thầm, cố ý nói. Cô mẫu, mẫu Phi ta còn đang chờ uống rượu với bà, còn không mau đến đi. Nói xong sách váy, vội vội vàng vàng đuổi theo. Thúc Thận Huy cưới Vương Phi đến giờ dù mới gần nửa tháng, song cũng biết tính tình Khương Nữ thẳng thắn, rất khác biệt với các phu nhân trong thành Trường An. Cũng không phải lo nàng ấy sẽ thất lễ biến thành trò cười trò cười, mà nếu thật sự thất lễ, cũng không ai dám can đảm cười, e là còn tìm cớ giải vây thay nàng ấy. Đối với cô mẫu Nam Khang Đại trưởng Công Chú Y không yên tâm. Hôm sau ngày tân hôn Khương Nữ đã phật ý bà trước chúng, giờ tới phiên hôn sự của ôn loan với tính bà ấy tất nhiên sẽ oán hận ngang nhiên thì ắt là bà không dám song chưa biết chừng sẽ buông lời hoặc có động tác nhỏ để khương nữ một mình bên ấy dù rằng có lão vương phi và vĩnh thái thúc thần huy vẫn thi thoảng quan tâm sau khi tách ra lại sai trương bảo sang ngó một lần nữa có chuyện gọi mình rồi mới theo thiếu đế đi vào yến trương bảo chịu khó chạy tới chạy lui hai đằng tới báo cáo cho y vừa bắt đầu ngồi vào vị trí xung quanh vương phi trống rỗng chẳng ai dám tới gần. Vĩnh Thái công chúa ngồi vào cạnh ngài ấy, ngài ấy cười nhẹ với đám người, chủ động qua đỡ hiền vương vương phi, rồi lại đỡ một vị lão tìm muội lớn tuổi của vương phi ngồi vào vị trí, lúc này các phụ nhân cùng bàn mới tranh nhau ngồi vào chỗ. Vương phi cũng chẳng nói mấy, tự lo ăn cỗ, xong chỉ cần mở lười một câu, dù là nói gì, nhất định chung quanh sẽ ngập tiếng phụ họa. Tóm lại, bầu không khí không qua tốt. Thúc thận huy nghe được giờ khóc giờ cười, lại hỏi đại trưởng công chúa thế nào nô tỳ quan sát kỹ trước khi khai tiệc bà ấy tìm vương phi nói chuyện trước mặt mọi người hình như là xin thứ tội vương phi thế nào vương phi cũng không khó xử bà hòa hòa khí khí rồi sau đó mọi người đi uống rượu đại trưởng công chúa liên tiếp bị chèn ép mất mặt đã thả tư thái xuống thấp hơn tuy thúc thần huy có hơi ngạc nhiên song nghĩ lại cũng không khó hiểu cũng chỉ là nén giận mượn gió bẻ măng làm cho mình nhìn Trái lại hôm nay con gái Khương ra gặp đại trưởng công chúa, lại không dùng cặp mắt lạnh lẽo trả lời. Thẳng thắn mà nói, dĩ nhiên y cũng hy vọng thế, tuy vốn không trông mong gì, cũng không có ý nói trước mặt nàng ấy, miễn dính dáng vào nàng ấy cũng quảnh quẽ cả mình. Giờ không cần biết bên trong thế nào, ngoài mặt có thể hòa hợp êm thấm, tự nhiên y cầu còn không được. Lại nhớ đến thiếu đế mới vừa nói uống hai chén choáng đầu buồn ngủ, thôi thu xếp ngài trước đã, lại gọi Trương Bảo sang bên kia nghe ngóng. Trong yến đường khách nữ, yến hội dần lên cao trào. Hiền vương vương phi vì khoản đãi khách mà món ăn thọ yến hôm nay cũng phí tâm tư hết một phen. Trong đó món chính là bồ câu nướng, ngâm dừa muối xong dùng lá sen bao hết con chim, lấy nhánh mai làm củi, từ từ nướng chín xong, vẫn để lá sen bọc nóng hổi trên mâm sen, chia đến từng vị quý khách trước, tiện thể mà dùng. Sau phủ hiền vương có vườn mai, vào mùa thu để ép hoa mai nở rộ vào đông, hạ nhân vương phủ tỉa chặt bớt nhánh mai thừa, nên món bồ câu sữa nướng cành mai này cũng là món nổi tiếng mà hiền vương phủ luôn dùng để đái khách. Mấy chục kẻ hầu dọn món, xen kẽ tới lui, bận rộn mà không loạn, từng người dọn món lên chỗ quý phụ nhân. Một người hầu bưng món lên bàn, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Khương Hàm Nguyên. Vĩnh Thái công chúa giới thiệu. Em dâu à, cô nếm thử xem, đây là món độc của nhà ta, cành mai nướng cho cô, là cư từ một gốc trong vườn mai nhà ta sống đến 500 tuổi đỏ từ trong xương, toàn trường an cũng không có phần thứ hai đâu. Bốn biên mầm bố trí hợp cảnh, điểm mấy đóa mai xuân sớm. Công chúa ngắm chu sa đỏ trên mi tâm khương hàm nguyên, khen. Thật là khéo, giữa lông mày của em dâu cũng như điểm mai rơi, khi nãy ta vừa thấy, đã định nói, vẽ thật là đẹp. Ngày mai ta và phò mã đi tiên tuyển cung, ta cũng bắt trước một cái mới được phụ nhân trung bàn lúc này cũng đã nhìn ra, mặc dù nữ tướng quân không chủ động nói chuyện, song nếu bắt chuyện với ngài, ngài cũng sẽ không phải không để ý, bèn rót thêm rượu phần mình, dần dần buông lỏng, đều nịnh nọt theo. Cười cười nói nói, trước mỗi người bồ câu sữa đều đã dâng đủ. Người hầu giúp quý phụ nhân xé gói sen, hương thơm tràn ngập. Một người hầu trong cung bên cạnh thiếu đế bước vào, đến cạnh Khương Hàm Nguyên khom người nói khẽ. Vương Phi, Bệ hạ đang ở cùng với nhiếp chính vương điện hạ, điện hạ sai nô tỳ đến mời vương phi sang bên đấy, có chuyện liên quan đến thanh mộc danh muốn hỏi vương phi. Hiền vương vương phi nghe được, lắc đầu cười nói. Đây là chuyện quan trọng gì chứ, đến cả cơm bữa nay cũng không cho người ăn ư. Khương Hà Nguyên đã từng gặp người hầu, đã đến gọi, bèn đứng lên, xa tội với hiền vương vương phi và mấy quý bà ngồi chung, lui ra trước. Đi đoạn, thấy người hầu dẫn mình đến vườn sau phủ hiền, vương, hai bên hành lang đi trồng mai, trên đường gặp hạ nhân vương phủ cũng càng lúc càng ít, nổi lòng nghi ngờ, đứng trước một cửa ngõ. Mấy người bè hạ đâu? Người hầu khom người. Vương Phi cứ theo nô tỳ đi vài bước nữa, ngay phía trước sắp đến rồi. Liên quan đến quân tình cơ mật, bệ hạ và điện hạ bàn bạc trong vườn mai, ở trong đỉnh phía trước kia chờ Vương Phi ạ. À. ngã người hầu rũ mắt, nói chuyện cũng không dám nhìn. Khương Hàm Nguyên lại nói buổi sáng nhiếp chính vương vừa mới gặp bệ hạ trong cung mà, sao lại bản việc? Là, là chuyện khẩn cấp. Người hầu lắp bắp, lưng cong muốn sắp sớt. Khương Hàm Nguyên quay người về, mới hai bước, sau lưng nghe tiếng bước chân hỗn tạp. Từ trong cửa thình lình bảy tám người dũng mãnh sộc ra, tiến thẳng đến chỗ cô, bao vây cô vào giữa. chương 27 Một trận công to Khương Hàm Nguyên bị vây ở giữa, quét mắt bốn phía, nhíu mày. Các người là ai? Tổng cộng 8 người, toàn bộ là hoắc, cô chưa từng gặp mặt, trông trang phục thì như là thị vệ của phủ hiền vương, nhưng hiển nhiên là không thể. Đang yên đang lành, sao thị vệ phủ hiền vương dám? Đám này bày ra vẻ tấn công, quả nhiên, lời cô vừa buông, không ai trả lời, 8 người hợp lại, không nói hai lời, lập tức nhào đến cô. Hai võ sĩ đứng đầu, một mặt chữ điền, một mắt chố, dương mắt sông đến trước mặt cô, đột nhiên cùng thấp người, một trái một phải, mỗi tên quét chân, đã xoáy hướng cô mà đến, xem ra muốn một cước quật ngã cô. Khương Hàm Nguyên tránh, hỏi lại. Ai phái các người tới? Mấy người còn lại sao thì không rõ, nhưng hai người vừa lên, cô liền nhìn ra, nửa dưới chắc chắn, ra chân lại nhanh. Thân thủ thế này, nếu đồng thời cũng có kinh nghiệm, thì đó là bài sáp lá cả nặng nhất mà bộ tốt được tập luyện trong doanh trải, đảm nhiệm trước bách trường không là vấn đề hai võ sĩ vẫn không nói một lời, thấy chân quét không, nhanh chóng đứng dậy nhào tới lần nữa, trái phải liên hợp tấn công. Khương Hàm Nguyên không nói nữa. Tám người này trên tay không mang vũ khí, mục đích không phải đả thương người, như vậy vô cùng có khả năng là muốn chiến đấu với mình. Dù cô chưa rõ vì sao, nhưng tám chín phần đám này hẳn là do thiếu đế sai sử. Không phải thiếu đế, ai dám mà ai có thể sử dụng nội thị trong cung, dám ở lúc này hôm nay ngang nhiên lừa mình đến đây. Lừa đến lại chỉ tay không tấn công, mục đích không phải lấy mạng. Đây không phải cởi quần đánh giấm thì là cái gì? Chuyện thế này, cũng chỉ có tên thiếu đế nhìn cực kỳ không đáng tin cậy kia mới có thể làm. Cô không muốn bị dây dưa lâu ở nơi này, thuận tay đột ngột kéo lụa trắng trên vai, cuốn một đầu trên tay, đầu kia bỗng phóng mạnh đến võ sĩ mặt chữ điền tấn công đầu tiên ở góc trái mình. Tên võ sĩ không kịp chuẩn bị. Bốp! chính giữa mặt, cùng một cơn nhói, lụa trắng đã quấn lấy đầu gã, tầm mắt bị che không nhìn thấy gì. Gã khượng lại, ngừng tấn công Khương Hàm Nguyên cũng không dừng lại, đánh ngay chính diện, uốn gối húc vào phần dưới bụng đối phương. Tên kia bỗng nhiên ăn đau, kêu thảm một tiếng, người mềm hoạt, khom lưng quỳ xuống. Khương Hàm Nguyên không ngừng, một cước đạp trên lưng gã, mượn độ cao, như vượn trèo nhảy lên một gốc mai bên cạnh, dẫm lên nhánh mai già, vọt người lên, liền vượt qua hai đồng đội sau lưng võ sĩ khuỵu xuống đất kia, hai chân tiếp đất, người đã ra khỏi vòng vây. Vừa thoát vòng vây, cô lập tức quay đầu định về, thì thấy cánh cửa tròn đã đóng, khóa lại. Khương Hàm Nguyên dừng bước, quay lại nhìn. Ngoại trừ tay mặt chữ điền gặp một cú nặng chưa kịp hoàn hồn, vẫn còn cong gối quỳ, bảy người còn lại đuổi theo sát không buông, lại lên. Chưa có người theo sát cản đường, phía sau cửa sân bị khóa còn không phải là ý muốn giữ mình lại sao khương hàm nguyên một tay vén váy đỏ vướng víu buộc mép váy bên hông lộ ra quần áo vốn là váy lót con gái lập tức giơ ngón tay ngoắc ngoắc phía đối diện ra hiệu cùng tiến lên bảy võ sĩ gặp cô gái trẻ xinh đẹp y phục như quý phụ cuốn váy lộ ra lớp váy lót vốn có phần không dám nhìn mắt rối rít né tránh song không ngờ thấy cô ra thế như vậy rõ ràng là không đặt tội này vào mắt nào chịu phục nhìn nhau đưa mắt ra ý lập tức xuống vào cô. Xông vào trước là võ sĩ đô con, quyền nắm như bát, sức đầy dọa người, nhắm Khương Hàm Nguyên ra quyền, lúc sắp đến nơi lại như có phần không nỡ, trần trừ một lúc. Khương Hàm Nguyên đã có chuẩn bị, không đợi quyền y đến, thả người nhào tới trước, ra quyền như điện, đã chuẩn lại còn hung ác. Cùng với một tiếng như giã thịt một ngạt, bên huyệt thái dương võ sĩ như bị một cú thiết trùy đập mạnh. ầm um. Trong đầu, trước mắt tối sầm, một dòng máu mũi chảy xuống. Hắn lùi mấy bước, đợi hết choáng váng, cúi đầu lau đi máu mũi, ngừng nhìn cô gái trước mặt, trong mắt lộ vẻ không dám tin. Với Khương Hàm Nguyên mà nói, trận đánh thế này, so với thao luyện trong quân trước kia chỉ như cơm bữa. Quân doanh là chỗ hung ác hiếu chiến, chung quanh đều là đàn ông, ai nấy hùng hồn dũng mãnh như sói như hổ. Nếu cô không đủ hung ác và năng lực lấy một địch người giết ra khỏi trùng vây, dựa vào đâu làm họ nghe lời mình giam giáp dựa vào thân phận con gái Khương Tổ Vọng Ư. Khương Hàm Nguyên mắt ngó sáu đường, trước tấn công sau cản, toàn bộ đánh bại bảy người lăn ra mặt đất. Hai người bị thương mũi miệng, còn lại không ngại. Nhẹ nhàng như thế đương nhiên vì cô am hiểu đánh sáp lá cà, xong cô cũng nhìn ra, dù đám người này thể chẳng cường tráng, nội lực rất không tệ, nhưng đều là võ sĩ hộ quân xuất thân từ triều đình. Không phải nói tài nghệ hộ quân không bằng người, mà họ so với những quân nhân sống chết cùng địch nơi biên cảnh không trải qua chém giết như thú đấu nơi chiến trường người chết ta sống, không biết núi thay biển máu là tích tụ ra thế nào, kinh nghiệm và phản ứng tất nhiên còn chênh lệch. Cô thấy người ngã lăn cả, cất bước định đi, không ngờ đám này không biết tiến lùi, bò dậy đuổi theo, lại vây quanh cô. Không chỉ thế, tên bị đánh trúng bụng dưới đầu tiên cũng gia nhập, tám người chằm chằm nhìn cô, vẻ mặt đề phòng mà khẩn trương. Khương Hàm Nguyên vốn không muốn đả thương người, song dây dưa không thả thế này cô cũng không nén cơn giận, Nhìn quanh, một cước mạnh đá văng một tay võ sĩ nhỏ tới. Tên kia bay thẳng, bịch, đập mạnh vào một gốc mai sau lưng, lực cú đá cộng thêm thể trọng, thân cây to cỡ miệng chén răng rắc gãy, từ từ nghiêng đổ, hoa mai trên cành bay loạn như mưa. Khương Hàm Nguyên đuổi theo, đá lấy một cành mai lớn bằng cổ tay, bỗng quay đầu, cành mai trong tay cô hóa thành trường thương, đầu thương đập bốc vào đất đánh đến võ sĩ đánh tới, ngay chính giữa, đẩy người, lấy thế xét đánh không kịp biệt tai lại đâm sang võ sĩ hướng bên kia quét chân gã bốp người kia kêu đau xương đùi nứt gãy đáp lại ngã ngồi xuống đất binh khí thường dùng của cô chính là một cây thương hồng anh đầu sói giống dương hổ dùng trường kích trên chiến trường chém giết phá giáp uy lực to lớn nhưng trọng lượng rất nặng chỉ thích hợp mãnh tướng thể trạng to lớn đao kiếm cũng là sát khí song chỉ hợp đối chiến sáp lá cả ở hỗn chiến trên chiến trường đao kiếm chặt chém vết thương sâu cạn, lực sát thương có hạn mà lại dễ cùn. Chỉ có trường thương, chẳng những có thể kích phá giáp, lại nhẹ nhàng linh hoạt hơn kích, hơn nữa, mỗi một thương đoạt mạng. Đầu thương đâm thẳng thịt, thân, xuyên thấu nội tạng, đủ khiến người trí mạng tại chỗ, lực sát thương hơn xa đao kiếm, xứng là vua binh khí trên chiến trường không hai. Khương gia các thế hệ có thương pháp gia truyền, cô đã dày công tôi luyện mười mấy năm thành thạo. giờ đây tuy trong tay cầm là nhánh mai, song dùng để đối phó tám người này, dư. Bổ chọc đâm quét, như gió táp quét lá rụng, rất nhanh đánh bại tám người lần nữa. Lúc này cô ra tay không nhẹ như vừa nãy, trong tám người, hai người gãy nứt xương đùi, một bị đánh trúng đầu ngất đi, mấy người còn lại cũng bị thương, mặt mũi thân thể bầm dập, rên không ngừng. Chỉ còn tay võ sĩ mặt chữ điền hẳn là thân thủ tốt nhất đám, chống chọi đến cuối cùng vẫn không từ bỏ, định bắt trước nàng, lấy nhánh mai làm gậy. Khương Hàm Nguyên nào cho cơ hội, rút cành mai quét qua tay gã, khẽ một cái, đầu cây bén nhọn đâm cổ hỏng gã nhanh như chớp. Võ sĩ mặt chữ điền thất sắc kinh hãi, nhìn thấy rõ ràng nhưng người không kịp phản ứng, ngay khi tay chân phát lạnh, tưởng hẳn mình phải chết rồi, thì mũi nhọn đột ngột dừng trước cổ họng. Nếu đây là chiến trường, người đã chết, cô lạnh lùng thốt. Gã không nhúc nhích, yên lặng nhìn cô, vẻ mặt như đưa đám. Khương Hàm Nguyên thu tay lại, định ném cành mai bỗng từ trong rừng mai sau lưng như có người nhào ra, lao thẳng đến sau lưng cô, dính vào như gấu ôm, hai tay bóp chặt hông cô, sau đó phát lực, định xoay ném cô xuống đất. Lần này Khương Hàm Nguyên nổi giận thật sự, không quay đầu, thấp người chùi vai, thoát khỏi người đánh lén sau lưng. Người kia hai chân cách đất bay lên như diều, ngửa mặt lên trời, bị quảng mạnh xuống, một cánh tay cũng bị vặn ngược, cứ thế đập xuống đất. Rốt cuộc các người muốn cái gì? Lúc cô gầm lên, nghe người kia. Ui da. Giọng kêu thảm thiết phát ra nghe có phần quen tai. Cô nhìn lại. Người từ sau đánh lén bị cô bẻ cánh tay chật khớp ném ra. Nào phải ai khác, chính là đương kim thiếu đế thúc tiền. Chỉ có điều, cậu ta cũng như đám võ sĩ, lúc này mặc trên người là vệ phục. Khương Hàm Nguyên dừng lại, chậm rãi buông lỏng tay. Bè hạ, bè hạ. Võ sĩ mặt chữ điền hồi thần, thấy thế, cuống quyết muốn cứu giá đi ra hết cho chấm, chấm không sao. Thúc tiền quát, rõ ràng sắc mặt trắng bịch, mồ hôi to như hạt đậu dịn ra chán, vẫn còn cậy mạnh. Cô mặc kệ, vẫn đứng đấy không hành lễ, lặng lẽ nhìn cậu ta ôm cánh tay bị chật khớp, cắn răng, rốt cuộc chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy, dương mắt nhìn mình. Suy đoán đầu tiên lại là thật, là cậu ta bố trí. Khương Hàm Nguyên vẫn không rõ cậu ta muốn làm gì, sao lại nhắm vào mình, nhưng đối với thiếu đế trước mắt thực sự cảm thấy thất vọng nam nhi nơi biên cương chiến đấu đến đẫm máu còn chùa một giang sơn lại là một tên thiếu niên bướng bình hành vi hoang đường liên tiếp không ngừng không khỏi đáng thất vọng có lẽ ánh mắt và biểu lộ của cô đã lộ suy nghĩ tích tắc này thiếu đế bỗng nói thím nhìn ta làm gì nói xong có lẽ cánh tay bị thương khẽ động lại nhe răng lộ tia đau đớn khương hàm nguyên tỉnh bơ đầu tiên hành lễ với cậu ta xin tội tiếp đó bước đến ngồi xổm trước mặt cậu ấy ấy thím định làm gì ta là hoàng đế đó thiếu đế la hét trong miệng bỗng nghe trong hơi thở một mùi hương tóc dừng lại vội im bặt nín thở cô kéo cánh tay che bà vai bị tổn thương ra thản nhiên nói sẽ hơi đau bệ hạ nhịn một chút nói xong một tay giữ hõm vai một tay cầm cánh tay rũ xuống từ từ lắc mấy cái canh đúng vị trí phát lực hướng lên một đòn thiếu đế nhịn không được lại. Úi ra. Lên, cô đã buông, đứng dậy lùi ra. Cậu thử cử động cánh tay một chút, mắt sáng rỡ. Á, à, được rồi, không đau nữa. Lời còn chưa dứt, nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài cánh cửa tròn thông với yến đường. Bè hạ, bè hạ, nhiếp chính vương đến. Là gã tiểu hầu, nghe giọng run rẩy, e đã sợ tè cả ra quần. Kết quả ngày hôm nay, cậu thật sự không ngờ cậu thật không thể tin cô gái gặp trong phủ nhiếp chính vương đêm đó chính là trường ninh tướng quân. Giả mạo thì không thể nói, chưa tuyệt đối là giả mạo công lao lừa đời lấy tiếng, sau khi trở về đã muốn tìm một cơ hội thử cô ta một lần. Tám võ sĩ này đều là những tay giỏi lựa trong đám thân vệ, hôm nay đưa theo sắp xếp như thế, dĩ nhiên không nói họ hay cô gái này chính là nhiếp chính vương phi, chỉ lệnh cho họ tấn công toàn lực, đánh bại cô ta. Theo cậu nghĩ, con gái Khương gia nhất định không chịu nổi một đòn, đợi cô ta ngã xuống khuất phục, mình có thể ra mặt vạch trần mặt nạ, rồi đi nói cho Tam Hoàng Thúc, để ngài ấy nắm chắc trong lòng, khỏi bị che giấu, còn có thể dùng đấy để chèn ép Khương Tổ Vọng, khiến ông ta không dám có hai lòng nào. Công lớn đó, cậu nằm mơ cũng không nghĩ tới, thân thủ cô cao minh thế, lấy một địch tám, lần này chẳng những phá tan kế hoạch mà còn dẫn Tam Hoàng Thúc sang, chọc điên người. Tai họa thật không nhỏ, làm nào kết thúc đây? Thiếu đế hơi hoảng, từ dưới đất nhảy dựng lên, cúi đầu ngó xiêm áo trên người, lại ngó đám thị vệ chật vật đầy đất, như con kiến trên chảo nóng, lượn quanh hai vòng tại chỗ, còn chưa nghĩ nên đối phó thế nào, đã. Rầm, cửa bị người đạp đổ từ bên ngoài. Ngoài cửa tròn, một bóng áo xanh ngọc đang đứng, không phải Tam hoàng thúc là ai? Thiêu đế biến sắc, người cứng đờ, tim khẩn trương đập thình thịch. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 28. Vương phi chớ trách yến hội nửa đường thiếu đế nói mình say rượu buồn ngủ vậy cũng không tiện hồi cung thúc thận huy và bọn hiền vương sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho cậu ở vương phủ trước thúc thận huy tự mình đưa cháu về phòng thu xếp xong lệnh cho tùy hành của cháu trông coi sau đó quay về yến đường một lát sau trương bảo vội vàng tìm tới y tưởng con gái khương gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn phía nữ đường nào ngờ trương bảo nói sau khi cậu ta quay lại thì không thấy vương phi ban đầu tưởng ngài đi thay đồ đợi mãi không thấy quay lại bèn không yên lòng mời vĩnh thái công chúa ngồi cạnh ngài ấy ra lặng lẽ nghe ngóng công chúa nói hoàng đế và nhiếp chính vương bàn việc phái người gọi ngài ấy đi rồi trương bảo thầm biết không đúng quay lại bẩm y phản ứng đầu tiên ngay lúc đó của thúc thần huy chính là thiếu đế lại liên tưởng đến chuyện cậu ta bảo say rượu lập tức chạy tới chỗ cậu nghỉ ngơi quả nhiên người đã không thấy y còn chưa rõ ý định thiếu đế đến cùng muốn gì nhưng theo cảm giác, hẳn là chuyện xấu, nếu làm lớn chuyện, không thể coi thường. Cũng may Hiền Vương là người một nhà, không cần cố kỵ, lập tức một mình gọi Hiền Vương, khẩn cấp tra hỏi hạ nhân Vương Phủ. May thay, rất nhanh có người nói từng thấy Vương Phi đi về phía vườn mai. Hôm nay ở đó chẳng có người, y càng thêm khẩn trương, biết thiếu đế không nhẹ không nặng, trước đây hình như còn kín đáo phê bình các loại với con gái Khương Gia. Sợ ngộ nhỡ nàng ấy có chuyện gì trong tay ngài thì thật không xong, không thể nào lo liệu lo lắng không thôi cùng một lão quản sự của vương phủ cấp tốc chạy tới phía bên này không chỉ có mỗi một đám người của y còn có vĩnh thái công chúa Trương bảo đến chỗ nàng nghe ngóng tin tức nhiếp chính vương đi rồi nàng càng nghĩ càng thấy không đúng tiểu hầu này là sai sự bên cạnh nhiếp chính vương nếu thật sự nhiếp chính vương đến gọi vương phi sao trương bảo có thể không biết còn muốn đến mình nghe ngóng nàng hâm mộ danh tiếng nữ tướng quân đã lâu, hôm nay gặp mặt càng tin phục, rất có cảm giác hận gặp nhau muộn màng, có phần quan tâm, cộng thêm cũng là người biết chuyện, đứng ngồi không yên, ra ngoài, được hạ nhân báo tin, biết bọn nhiếp chính vương đi vườn mai, dĩ nhiên cũng tìm tới. Thúc thận huy đi đến vườn mai, từ xa nhìn thấy cửa đóng, bên ngoài có tiểu hầu bên cạnh thiếu đế canh chừng, lại mơ hồ có tiếng la hét vượt tường mà ra, trong lòng biết không ổn, nhưng vẫn ngừng bước, bảo quản sự vương phủ đi cùng và bọn người công chúa đuổi kịp phía sau đừng theo tới chờ ở đây một mình bước tới tiểu hầu đang run sợ trong lòng chợt thấy nghiếp chính vương đến sợ hãi khôn cùng cuốn quyết gõ cửa lại quỳ thuộc xuống đất tay run đến nỗi không tìm được chìa thúc thận huy gấp gáp không thôi một cước đá tung cửa cứ thế xông vào mặc dù trên đường đến đây trong lòng đã có sự cảm không tốt nhưng y không ngờ cảnh tượng trước mắt còn nghiêm trọng hơn mình nghĩ cây mai gãy ngang, nhánh mai đứt đoạn và tàn hoa rơi đầy đất. bảy tám vệ binh hoàng cung bị thương nhiều mức độ ăn mặc như thị vệ vương phủ, lăn lộn khắp. thị vệ mặt chữ điền thấy y tới, vội quỳ xuống. đám đồng bọn bị thương còn tỉnh táo cũng dãy rụa bò lên, nhịn đau quỳ cả xuống, không dám ngóc đầu nửa phần. nhìn thấy cảnh này, thúc thận huy hoàn toàn hiểu, ngay một chốc trước ở đây đã xảy ra chuyện gì. thật may mắn, hoàng đế không có gì đáng ngại, con gái khương gia cũng không sao rốt cuộc y thoáng thả lỏng thở ra một hơi. Nàng ấy đứng cạnh thiếu đế, người vẫn ổn, xem không mất một sợi lông nào, chỉ có. Ánh mắt y lướt qua váy đỏ thạch liệu sắn đến eo kia, còn có lớp váy lót bất ngờ lộ ra ngoài. Y dừng lại, chưa để ý đến thiếu đế, bước nhanh tới, dừng trước mặt cô, thấp giọng hỏi. Nàng không sao chứ? Khương Hàm Nguyên không trả lời ý quan tâm của y, chỉ chậm rãi thả váy áo, che lại lớp lót. Y nhìn thấy tấm lụa trắng của cô rớt dưới đất, cất bước định giúp cô cầm lên, cô đã tự đi tới nhặt, vũ mấy đóa mai tàn và bụi đất dính lấy, khoác lên vai, sửa sang tóc mai hơi rối, mới nói. Ta về yến đường, ta đưa nàng đi, hay là nếu nàng cần nghỉ ngơi, ta đưa nàng về vương phủ trước. Y đi theo. Không cần, ta rất ổn, nhiếp chính vương lo tốt việc của ngài trước đi. Cô quay lại nói, giọng vô cùng khách khí, nói xong quay đi bước qua thiếu đế và đám võ sĩ quỷ dưới đất, đi mất. Thuốc thận huy nhìn bóng lưng cô, quay lại nhìn thiếu đế rũ mắt cục đầu không nhúc nhích, lúc cô sắp ra đến cửa, mắt khẽ động, hơi chần chừ ngay sau đó bước nhanh đuổi theo, ngăn cô lại, thấp giọng Vương Phi chớ trách, hôm nay đắc tội quá mức, trong lòng ta đã rõ cả. Ta sẽ xử lý, xong việc, chắc chắn sẽ cho nàng câu trả lời hài lòng. Nàng đi trước cũng được, lát nữa ta đưa bệ hạ hồi cung, yến xong nàng về vương phủ trước, xong chuyện ta lập tức về tìm nàng. Khương Hàm Nguyên dương mắt, đối mặt ánh mắt người đàn ông này. Đôi mắt y chăm chú nhìn cô, thần sắc lộ vẻ cực kỳ tha thiết. Cô và y nhìn nhau chỉ chốc lát, nói. Ta thật không sao, nhiếp chính vương không cần phải vậy đâu. Thu mắt, bước ra ngoài. Thúc thận huy đưa mắt nhìn bóng cô lần nữa, chờ bóng người biến mất, người đi rồi, bỗng quay đầu. Thúc tiền đang lặng lẽ ngừng đầu nhìn lén, đột nhiên thấy ngài ấy quay đầu nhìn mình, ánh mắt phóng tới như điện, giật nảy, cuống quýt bước đến lấy lòng nói. Tam Hoàng Thúc, ngài đừng nóng giận, ta có chủ ý này. Không phải cuộc thi xuân lục quân ở Kinh Thành sắp đến sao, Tam Hoàng thầm lợi hại thế, lại là nữ tướng quân, đến lúc đó mời thím ấy đi bài binh phán xét, ngài thấy được không? Cậu nói, thấy y chỉ chăm chăm nhìn mình đầy nghiêm khắc, chẳng những không dịu lại, trên mặt còn hiện nét giận dữ hiếm thấy, tài khôn vặt ngày thường cuối cùng không thể xài giọng từ từ thấp xuống. Ta, ta chỉ muốn thử sức thím ấy một lần, ta không muốn thương tổn thím ấy, tam hoàng thúc ngài cũng thấy, chẳng ai mang binh khí. Cuối cùng cậu ngừng lại, ủ rũ, không dám đối mặt với y, lại cúi đầu không rên tiếng nào nữa. Thúc thần huy bình thường cực hiếm khi tức giận, nhưng ngay lúc này, cơn tức giận của y thực sự không thể kiềm chế nổi, thản nhiên mà lên. Y hít một hơi, miễn cưỡng đè xuống cơn tức, Quét mắt qua y phục trên người thiếu đế, lạnh lùng nói: "Tới bằng cách nào thì về phòng như thế, dáng vẻ này của ngài đừng để lọt vào trong tầm mắt kẻ khác." Thay y phục, hồi cung, chỗ này để thần giải quyết hậu quả. Biết rồi, ban nãy là ta leo tường tới, giờ leo tường quay về phòng. Thúc tiền ngập ngừng, mắt nhìn đám người bị thương đầy đất, quay đầu chạy vào chỗ sâu trong vườn mai. Thúc Thận huy chuyển sang một tên cung vệ mặt chữ điền duy nhất có vẻ không bị thương lệnh hắn theo sau. Cùng về tên Cổ Hưu là đầu lĩnh đám này, vừa rồi nhìn thấy cảnh giữa Nhiếp Chính Vương và cô gái kia đã bừng tỉnh hiểu ra, thì ra người mình vây công lại chính là nữ tướng quân Nhiếp Chính Vương Vương phi. Thật ra ngẫm lại là biết, ngoài nữ tướng quân, trong kinh làm gì còn cô gái nào có thể đỡ nổi tám người mình vây công như này. Ban đầu thiếu đế không nói hẳn là sợ bọn hắn biết thân phận ngài ấy, không dám hết sức. Gã vốn đã sợ hãi không thôi giờ thấy có vẻ nhiếp chính vương cũng không giận cho đánh mèo đám bọn hắn, sau khi cảm kích gặp may mắn xong, ra sức dập đầu với y, lập tức bò dậy vội vội vàng vàng đuổi theo. Thúc thận huy đưa mắt nhìn thiếu đế rời đi, hỏi người còn quỳ trên đất chuyện vừa qua, nghe xong, đi ra ngoài, gọi quản sự vương phủ còn chờ bên ngoài đến, chỉ bảo mấy người đó say rượu đánh nhau, mỗi tên đều đổ chút máu, bảo ông sắp xếp chút ít, đưa người ra phủ. Quản sự mơ hồ suy đoán, chắc là hôm nay thiếu đế lên cơn nghịch ngợm hoặc là mạo phạm đến vương phi dĩ nhiên đây là chuyện nhất định không thể truyền ra ngoài luôn mồm xương vâng bảo ngài yên tâm dứt lời ngó đám người trên đất thầm hít một hơi khí lạnh nếu không phải tận mắt thực không thể tin được một mình vương phi lại đánh một đám hán từ tám thước đông vầy đến chật vật mức đó vĩnh thái đâu thúc thần huy không gặp chị họ lại hỏi vương phi vừa đi ra công chúa đã đi cùng ngài ấy Thúc Thần Huy trầm ngâm, đoán Trừng Vĩnh Thái công chúa hẳn cũng đoán được nội tình, có điều, dù chị ấy tính tình hoạt bát xong cũng không phải người không biết nặng nhẹ. Quay về bảo Trần Luân nhắc nhở chị ấy tí là được. Ở bàn tiệc nữ đường, Khương Hàm Nguyên quay về, ngật đầu thăm hỏi Hiền Vương Vương phi rồi về lại chỗ. Bồ câu sữa gói lá sen nướng củi cây mai dâng trước mặt cô vẫn còn đó. Người hầu người muốn mở giúp, lão Vương phi vội nói. E là đã nguội, nguội sẽ không còn hương vị đừng dùng nữa, đổi mâm khác đi. Nói xong, luôn miệng sai người đổi món. Khương Hàm Nguyên cười nói. Không sao, đi cũng không bao lâu, không cần đổi. Người hầu theo lời cô, bỏ lá sen, lộ bồ câu sữa bên trong, quả nhiên vẫn còn ấm, tỏa hơi nóng nhẹ nhẹ. Lão Vương Phi cười nói. Mau ăn đi, lần sau gặp nhiếp chính vương, ta sẽ không thể không cậy già mà lên mặt bảo cậu ấy một câu, nàng dâu có tài giỏi cũng không thể làm mệt nàng thế hỏi quân tỉnh gì chứ ăn một bữa cơm cũng không yên người cùng bàn cười theo lại nịnh nọt không ngừng thúc thần huy trở lại yến đường người bên trong không hề hay biết lão hiền vương vẫn đang xã giao với khách thấy y quay về quang ánh mắt tới hỏi thăm thúc thần huy khẽ gật đầu với ông ra hiệu yên tâm lập tức ngồi vào chỗ rất nhanh một người hầu trong cung đến thưa hoàng đế đã tỉnh muốn về cung toàn bộ đám người đứng dậy gồm cả bên nữ yến đường bên kia xếp hàng chờ một đường. Chốc lát, thiếu đế bãi giá xuất hiện, cúi mắt cúi đầu, trong tiếng cung tiễn sau lưng ra khỏi cổng lớn vương phủ, leo lên dư xa. Nhiếp chính vương hộ giá đi cùng. Y đi đến trước cổng chính, quay lại, mắt ngó qua bóng váy lựu đỏ đứng sau đám người kia, lập tức đuổi theo ngự giá rời đi. chương 29 Lồng giam thúc thận huy bản giá hồi cung, theo hoàng đế vào sau cổng chính, xuống ngựa lên cầu thiếu đế tiếp tục đi vào, qua ba lớp cửa cung, vào hậu cung, theo quy định sẽ sang hai chỗ Lan Thái Hậu và Đôn Ý Thái Phi Vân An trước. Lúc cậu đi ra trời đã tối mịt, chưa về tầm cung mà chuyển hướng đến Thái Miếu, đi vào kích môn, ngang qua giữa hai bên điện phụ và lò hương trái phải, cuối cùng nhìn thấy dưới bệ trước chính điện, một bóng người đứng đó. Là lão thái giám Lý Tường Xuân, ông hơi còng thân già, không nhúc nhích, chứ như không phải người sống mà là một hòn đá cây cột ở đây. Cuối cùng, ông cũng đã động đậy. Bóng quỷ lão thái giám này im hơi lặng tiếng đi đến tiêu đế, đến gần, không người chào xong, giọng khô khốc nói. Nhiếp chính vương điện hạ đang ở trong điện chờ bệ hạ. Thuốc tiền tiếp tục đi đến trước đại điện, mặc dù trước điện đốt lửa rực, nhưng ánh sáng tỏa ra vẫn yêu ớt, khắp nơi âm u trầm lặng, bóng đen dày đặc phủ quanh người cậu. Từ lúc cậu có ký ức, mẫu phi của cậu thích cầu thần bái Phật, ở trong cung suốt ngày hương khói lượn lờ. Đến khi trời tối, đầu đầu cũng như trong những câu chuyện ma quỷ. Vì thế từ nhỏ đến lớn cậu không thích hoàng cung, chỉ muốn chạy ra ngoài. Mà nơi đây lại là nơi cậu cảm thấy âm trầm nhất trong hoàng cung. Điện phủ thờ vương hầu tướng lĩnh, chính điện thờ tổ tông cậu, còn có mấy thần vị phía sau không biết là ai, tất cả đều là quỷ. Cậu đưa tay, hơi cố hết sức chậm rãi đẩy cánh cửa lớn bằng gỗ kim ti nam nặng nề cao muốn chạm trời ở lối vào chính điện. Cột cửa phát ra tiếng kẹo kẹt, dù không lớn, nhưng ở không gian cao lớn trống trải yên lặng như chết này, phá lệ trói tai. Cậu bước qua cửa vào, bước chân chậm dần, chậm dần, mãi đến khi, cậu thấy phía trước lại có ánh sáng, trong đó có một bóng người. Nhìn thấy bóng người quen thuộc cậu rất tin cậy này, cuối cùng cậu mới thở phào một hơi dài. Có thứ gì đó không nhìn thấy được tưởng chừng vẫn luôn bám theo sau lưng, giờ đây cuối cùng cậu mới dám can đảm có phản ứng, như muốn chạy trốn, co càng chạy đến bóng người kia, dày đạp trên mặt đất cứng phát ra tiếng bước chân vang dội trong tiếng bước chân của chính mình vang vọng từ bốn góc đại điện về cuối cùng đã vọt tới gần nhưng ngay lúc sắp đến thúc tiền lại bỗng nhiên chậm bước bóng người kia đưa lưng về phía cậu hai đầu gối quỳ dưới đất đối diện là từng thần tỏa của tổ tiên bóng người quỳ vững vàng như pho tượng có vẻ đã quỳ thế này rất lâu mang theo mấy phần khiếp sợ thúc tiền nhìn bóng người trong luồng sáng tiếp tục đến gần, từng chút đến gần. Cuối cùng đã tới sau lưng, cậu yên lặng đứng đó một lúc lâu, dùng giọng yếu ớt nhỏ bé nói. Tam Hoàng Thúc, sai là ta, không liên quan gì đến ngài, ngài không cần tự phạt, đứng lên đi, quỳ xuống. Thúc Thận Huy không quay lại, đột nhiên nghiêm nghị quát. Một giọng ra lệnh nghiêm khắc và phẫn nộ xưa nay chưa từng có. Trong tiếng ra lệnh này, đầu gối thúc tiền mềm nhũn. Thục, quỳ xuống dập đầu giọng ra lệnh lại vang bên tai thuốc tiền lập tức khấu đầu chạm đất vang bình bịch dập đầu xong không dám đứng lên vẫn nằm dạp trên đất ngài nói là ngài sai sai ở chỗ nào thuốc tiền không dám trễ nãi nằm úp vội nói ta không nên không tin bản lãnh tam hoàng thẩm không nên nghi ngờ lại càng không nên dùng cách này thử thím ta ngốc quá ta sai rồi thuốc tiền nhận sai xong không nghe tiếng người trước mặt đáp lại trong lòng như đánh trống không ngừng, hưởng chốc lát, vội nói. Nếu tiền nhi nói không đúng, xin tam hoàng thúc cứ việc dạy bảo. Không dám dạy bảo, ngài là hoàng đế, chỉ là thần đã nhận lời phó thác của tiên đế lâm trung, cả gan nói thẳng. Rốt cuộc, bên tai đã vang lên giọng nói lạnh lùng kia. Thứ nhất, hành động hôm nay, ngài nói ngài ngốc. Đúng là ngốc không bì kịp, ngài cho rằng ngài đang chỉ khiêu khích một mình khương nữ à ngài thật ra đã phá hỏng thông gia của hoàng gia ta đó. Ngài có nghĩ tới không, nếu hành động của ngài hôm nay truyền đến tai Khương Tổ Vọng, ông ta sẽ nghĩ thế nào? Đương kim hoàng đế, lại mạo phạm khi nhục đến con gái ông ta nhường ấy. Ngài bảo mặt mũi ông ta để đâu, bảo ông ta làm sao yên tâm tin tưởng vào bổn ý thông gia của triều đình. Từ xưa đến nay, chỉ vì tướng lĩnh biên cương và triều đình nghi kỵ lẫn nhau, nên họ cố ý nương tay cho thế lực đối địch hỏng nâng cao địa vị của mình, nặng thì, sẽ dẫn đến kết quả thế nào, không cần thần nhiều lời với ngài nhỉ. Thần nói cho ngài biết, hoàng đế, đừng nói hôm nay ngài không thử được gì, dù rằng con gái khương gia của ông ta mạo công lấy hư danh, thì sao? Ngài nói xem mục đích thần lấy nàng ấy là gì, là cưới một nữ tướng quân à, thần muốn, là cha và quân đội nghe theo lệnh ông ấy tuyệt đối trung thành kìa. Tiếng của trách nghiêm khắc của y quanh quần trên xà nhà u ám phía trên cung điện kia, vang dội ong ong sau lưng thiếu đế toát một lớp mồ hôi nóng nằm dạp trên đất không nhúc nhích phải phải ta sai rồi ngài sai đâu chỉ mỗi việc này tam hoàng thúc của cậu không hề lưu tình cắt lời nhận sai chuyến đi hộ quốc tự mùa thu năm ngoái chỉ vì ngài tùy ý làm bậy tiểu hầu bên cạnh bị ngài ép đổi y phục suýt thì đã bị thái hậu chặt đầu thần vốn nghĩ ngài sẽ tỉnh táo lại nào ngờ ngài vẫn cứ làm theo ý mình hôm nay ngài giấu đám cổ hưu ra lệnh bọn họ tấn công vương phi không có chuyện gì thì thôi nếu nàng ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn chị tội ai đây chả lẽ chị lên đầu hoàng đế ngài thần không nói mấy đạo lý lớn như thiên hạ lấy nhân làm trọng hay là yêu dân như con chỉ muốn bảo ngài tự ngẫm lại đi thế nào là cánh tay với tâm phúc những người bên cạnh ngài dù trước vị ti tiện ngài có thể nắm quyền sinh sát trong tay nhưng bọn họ ngày đêm bên cạnh ngài gặp ngài còn thường xuyên hơn mẹ ngài hay là thần chính những người ngài không thèm để ý đến mới là cánh tay và tâm phúc của ngài đến lúc tất yếu là cần bọn họ dùng mạng che chở cho ngài ngài lại đối xử ngạo mạn như thế coi người như cỏ rác hoàng đế sau này đến khi ngài cần ai sẽ cam tâm tình nguyện lấy mạng bảo vệ cho ngài đêm đại hôn thần gặp chuyện nếu không phải có người bên dưới bảo vệ chặt chẽ giúp giờ còn có thể nói chuyện với ngài chăng còn nữa thọ thần của hiền vương vương phi trong trường hợp thế này mà ngài lại sinh sự trong lòng ngài có nửa phần kính trọng không trên không kính tôn trưởng dưới không sót tay chân ngài thế này là thật muốn làm thiên hạ cô gia quả nhân đấy à dù ngài xưng là thiên tử nhưng thiên hạ làm trọng giang sơn rộng lớn lê dân trăm ngàn vạn kế chớ nói ngài chỉ là một kẻ phàm dù ngài có là ba đầu sáu tay một mình ngài có thể đảm đương không hoàng đế ngài đâu phải ba tuổi Tìm thuốc tiền nhảy thon thót lớp mồ hôi nóng sau lưng ban nãy chuyển thành băng lạnh, người vẫn úp sấp, không dám lộn xộn động đậy, chỉ không ngừng lặp lại. Phải, phải, ta nhớ rồi, ta sai rồi, rốt cuộc là muốn đến bao giờ, này mới chân chính có thể làm việc ngài cần làm. Câu hỏi buông ra, cuối cùng bên tai cũng yên lặng trở lại. Thật lâu, trung quanh vẫn lặng yên như tờ, ngay khi thuốc tiền cho là ngài ấy đã vứt cậu bỏ đi, bỗng, giọng kia lại vang lên. Đứng lên đi, đất lạnh. Cậu nghe trong giọng nói như có mấy phần mệt mỏi và trống vắng khi cơn giận qua đi, không còn nghiêm khắc của ban nãy, chậm rãi ngừng lên, thấy người trước mặt không xa đã đứng dậy, thẳng tác. "Không không, Tiễn Nhi không đứng, ta phải quỳ." Thúc Tiền vẫn không dám, nói xong, lại nằm lại xuống đất. Y cũng không có miễn cưỡng nữa, chậm rãi xoay người, cúi đầu, nhìn cháu mình. "Thân là hoàng đế, chính mình không theo lễ, dùng cái gì phục người. Thiên tử tự bỏ cuộc, ai có thể hưng vong. Mấy lời này, thái phó của ngài trước giờ, và cả thần, chi kỷ giảng không biết bao nhiêu lần, hôm nay thần không muốn giảng nữa. Ngài nói xem, rốt cuộc ngài nghĩ thế nào. Có lẽ vì giọng y đã dịu đôi chút, thúc tiền từ từ ngừng đầu, đối mặt với ánh mắt lia tới kia, trần trừ hồi lâu, rốt cuộc, lý nhí. Tam Hoàng Thúc, ta đã từng nói, Tam Hoàng Thúc, xưa nay ngài không cảm thấy, hoàng cung này đáng sợ, còn giống như một lồng giam sao? Không, không phải lồng giam. Thúc tiền nghe hoàng thúc của cậu nói. Đây là trách nhiệm, sinh ra trong hoàng gia, ngự trị trên người đời, hưởng thụ vinh quang trên vạn người, thì phải gánh vác trách nhiệm vì vạn người. Sau một ngày chưa trong, biển một ngày chưa yên, sẽ là một ngày không có tư cách phản nàn. Ngài, thần, đều là vậy, không có lựa chọn khác. Thúc tiền trầm mặc. Hoàng đế, thần biết ngài không phải chu, quân, dù là nghiêu Thuấn cũng không thể răn dậy sao. Cũng không phải ngài làm không được, càng không phải ngài nghĩ mãi mà không rõ, này chỉ là không chịu nghĩ, xưa nay cho mình là nhất, đặt ý muốn mình lên trước đã quen. Hoàng thúc của cậu lại tiếp tục nói. Lời bồng, Chu là đan chu con của nghiêu quân là thương quân con của Thuấn, theo sử, hai người bất tài, ngạo mạn hoang dâm, ý nói bản tính bất tài thì đến nghiêu Thuấn cũng không dạy dỗ tốt. Thuốc tiền rũ đầu thấp hơn nữa, bỗng nghe giọng y vừa truyền cũng không chỉ mỗi ngày, cho mình là nhất, lấy mình làm đầu, đây cũng là điểm giống nhau của người hoàng tộc. Cho dù thần kính trọng phụ hoàng, nhưng vẫn không thể không nói, hoàng tổ phụ, hoàng cô tổ mẫu của ngài, còn có tam hoàng thúc lúc này đứng trước mặt ngài, bao gồm cả thần, ai nấy đều là như thế. Hoàng đế, ngài biết vì sao không? Thúc tiền không ngờ y nói thế, giật mình ngẩng đầu, mang theo sợ hãi, liếc mắt cực nhanh sang thần tỏa của thánh võ hoàng đế nghiêm nghị đối diện kia, quay lại gặp ánh mắt tam hoàng thúc, ngập ngừng không dám nói. Không biết. Y nhẹ gật đầu. Thần cho ngài biết, là vì vương pháp chính là hoàng pháp. Hoàng đế là thiên tử, hoàng tộc là thiên tộc, cho nên đương nhiên ngự trị tất cả. Dù danh nghĩa rằng thiên tử phạm pháp cùng tội với thứ dân, sau ngài thật sự thấy là cùng tội à. Lại tỷ dụ như cha con Khương gia, ngài cho rằng Khương tổ vọng đồng ý gà con, nữ tướng quân bằng lòng vào vương phủ thần sao. Không phải, họ không muốn. Nhưng thần vẫn là đạt mục đích, huống gì ngài, ngài là hoàng đế, ngài càng có thể tùy tâm sở dục. Vì thế, càng vì thế, ngài càng phải lấy giữ gìn lễ pháp khắc chế ham muốn cá nhân làm trọng, càng không thể đem ham muốn cá nhân phủ lấy trên nước nhà. Nếu không, hôm nay ngài tự cho là đúng không hại lớn chỉ ác vặt, tùy ý không sao, nhưng đến một ngày sẽ dồn nén to thành thu lớn. Đợi đến lúc ăn người không đủ, chính là ngày nuốt lấy mình. Ngài hiểu chứ? Thuốc Tiền giật mình run lập cập. Vâng, ta hiểu rồi, ngài hiểu thật thì tốt. Ngữ khi y lại trở nên nghiêm khắc. Tam hoàng thúc, ta hiểu rồi. Thúc tiền gọi y. Thúc thận huy lại lặng thinh, quay đầu nhìn một điểm. Thúc tiền lấy lại bình tĩnh, nhìn theo tầm mắt y. Ngài ấy đang nhìn phụ hoàng của mình, thần vị của minh đế, như đang tưởng nhớ điều gì. Thúc tiền không dám tiếp tục lên tiếng, nín thở đè hơi sợ quấy nhiễu. Hoàng đế. Một lát sau, y lại mở miệng. Phụ hoàng của ngài là huynh trưởng của ta, từ nhỏ đến lớn đã được ngài ấy trông nom. 12 tuổi, ta chợt mang bệnh nặng, thái y hết cách, lúc tính mạng hôn mê hấp hối, cuối cùng thái y lệnh lúc ấy, chính là thầy của Hồ Minh hiện giờ, tìm được trong phương cách cổ xưa một phương thuốc cổ truyền số 1, song thuốc dẫn đầy kỳ lạ, không hợp đạo làm người, phải lấy máu thịt trí thân làm thuốc. Lúc ấy anh em ta nhiều, phụ hoàng ngài là thái tử cao quý, nghe bảo đã lấy đao tại chỗ, cắt sống đùi trái lấy thịt làm thuốc cho ta. Sau ta may mắn lành bệnh, ngài ấy lại ngất đi vì mất máu, chân bị thương khó lành, bị ốm đau hành hạ trọn vẹn một năm, cơ thể mới từ từ khôi phục. Sau này ngài tại vị, cơ thể luôn không khỏe, cũng có thể do chịu việc cắt thịt mà bệnh để lại tổn hại. Y đi đến trước bài vị của Minh Tông, quỳ xuống trịnh trọng dập đầu, đứng dậy, đưa mắt nhìn thuốc tiền đang ngơ ngác nhìn mình. Hoàng đế, ngài cũng phải nhớ kỹ, lúc tiên đế bệnh nặng, phương Nam đang gặp thủy tai tác động đến mấy tỉnh, ta đi cứu trợ thiên tai. Sau khi rời kinh mấy tháng, biết bệnh tình ngài ấy nặng thêm, triệu gấp ta hồi kinh. Ta về đến, ngài vốn đã không ăn được ba ngày, đến mở mắt cũng mất sức, chỉ chừa một hơi cuối cùng, thấy ta đến, đẩy mọi người xung quanh tự mình ngồi dậy, cởi đai lưng ngọc trên người mình, tự tay quảng lên người ta, sau đó liền đột ngột mà đi. Y dừng đoạn, nhắm mắt, rồi mở ra. Ta biết trong lòng ngài đúng là có chỗ bất mãn với ta ngài đã sắp lớn, ta vẫn hạn chế mọi chỗ, ta biết ta đáng ghét, sau việc ngài làm đêm nay, ta chợt tỉnh táo lại, phải chăng bởi vì ta làm quá nhiều, trái lại khiến bệ hạ không có chuyện làm, mất đi vai trò gánh vác, không chỗ cố kỵ. Dĩ nhiên hôm nay ngài đã phạm sai lầm lớn, thế nhưng, không phải là thần nhiếp chính vương không có lỗi nặng. Hiện giờ cao vương vừa chết, trong triều đã bình định, thần muốn triệu bá quan, bàn việc quy chính, thần trả lại vị trí nhiếp chính, quay về ngôi vị thần tử, sau này, thần chắc chắn tận tâm tận lực phụ tá bệ hạ, mở ra đại nguy thịnh thế. Không được. Thuốc tiền cả kinh thất sắc, thốt lời, quỳ gối bò cực nhanh đến bên cạnh chân y, giọng bật khóc nức nở. Tam Hoàng Thúc, ngài đừng nói mình như vậy, không liên quan gì đến ngài, ngài cũng không thể cứ thế bỏ mặc ta, không phải ngài đã nhận lời tiên đế sao, ta chưa trưởng thành, ta còn cần Tam Hoàng Thúc nhiếp chính, tiền nhi biết sai rồi, thật sự biết rồi. Ta quá hồ đồ, xin tam hoàng thúc tha thứ. Ta thề, sau này ta thật sự không dám nữa. Cậu nói, đột nhiên buông tay, lau nước mắt, từ dưới đất gượng dậy. Ta biết rồi, giờ ta đi tìm thím ấy tà tội. Chỉ cần thím ấy có thể nguy giận, ta sao cũng được. Ta sẽ quỳ trước thím, chỉ cần thím ấy đừng nói cho Khương tổ vọng. Cậu quay đi, cất bước định đi, bị thúc thận huy gọi giật. Tiền nhi quay lại, Rốt cuộc thúc tiền lại nghe y gọi nhũ danh mình, cơn hoảng hơi ổn lại, vội vàng dừng lại. Thúc Thận Huy đi đến bên cạnh cậu, nàng ấy hẳn không phải người nhỏ mọn, ngài yên tâm, ngài không muốn đi tà tội, nàng ấy cũng chẳng bẩm báo trước mặt Khương Tổ vọng. Y trầm ngâm, nhưng mà, ngài đã biết sai, còn tự nguyện đi xin thứ tội, không còn gì bằng. Chỉ là không phải lúc này, đợi ta về truyền ý đến nàng, xem nàng ấy nói gì, đến lúc đó lại bàn. Được, được ta nghe tam hoàng thúc. Thúc tiền vội vàng gật đầu, bỗng thoảng như nghĩ đến điều gì, trần trừ một lúc. Thúc thận huy thấy cậu ta nhìn mình, dáng vẻ vừa sợ hãi định nói lại thôi, liền nói. Ngài muốn nói gì, cứ nói đi không sao. Ta, lúc ta ở hiền vương phủ, cảm giác tam hoàng thúc này hình như. Có phần sợ thím ấy, người bên ngoài cũng đều nói thế. Thím ấy lợi hại như vậy, có khi nào chưa tiêu cơn giận. Đợi đêm này trở về sẽ đánh ngài, hay là, hay ta vẫn đi tà tội đi. Thúc tiền rốt cuộc lấy can đảm, nhìn sắc mặt Thúc Thận Huy, ấp a ấp úng nói. Thúc Thận Huy khẽ giật mình, bỗng bật cười, lắc đầu. Chớ suy nghĩ lung tung, sao ta lại sợ nàng ấy, nàng cũng đâu có ăn thịt người. Ngài cứ theo lời ta dặn là được. Được rồi, ta nghe tam hoàng thúc. Thúc tiền lập tức ngậm miệng. Thúc thần huy ngưng mắt trên mặt đứa cháu, thấy cậu vẫn có phần chưa tình hồn, ngừng đoạn, nhớ đến thị vệ bảo cậu ta không chịu thua từ sau đánh lén bị ngã nên cánh tay chật khớp, đưa mắt nhìn vai cậu. Tay sao rồi, để gọi thái y xem qua cho ngài. Giọng đã chuyển thành ôn hòa. Thuốc tiền lập tức thấy mất mặt đến vô cùng, theo bản năng che vai, nhanh chóng lắc đầu. Không sao, cũng không phải bị thím ấy bẻ, là tự ta rơi xuống không cẩn thận đập phải, thím ấy còn giúp ta sửa lại rồi, ta không đau tẹo nào. Thúc thần Huy đưa mắt nhìn ra bóng đêm nặng nề ngoài điện. Không sao thì tốt rồi, ngày về tầm cung nghỉ ngơi đi, chốc nữa ta cũng xuất cung về phủ. Thúc tiền biết tối nay y còn phải về gặp nữ tướng quân Khương gia nữ xin tội thay mình, xấu hổ không thôi. Tam Hoàng Thúc, chỉ trách ta, làm khó dễ ngài. Thúc thần Huy mỉm cười. Ta với nàng ấy là vợ chồng, có gì khó xử. Đi thôi. Thúc tiền ưm đáp, quay người chậm rãi đi chợt nghe một tiếng gọi sau lưng, vội dừng bước quay đầu. Tiểm Nhi, còn một chuyện cuối cùng hôm nay. Y nói. Tam Hoàng Thúc cứ nói, hôm nay lúc ngài ra vương phủ, ủ rũ, ai cũng có thể nhìn ra tâm tình của ngài. Ngài là Hoàng đế, ngài có thể để đại thần biết ngài vui, biết ngài giận, nhưng ngài không thể để cho họ biết ngài lâm vào chuyện sợ hãi và bất lực như đưa đám, dù là ngài đang thật sự thấy vậy. Lộ khiếp đảm, đây là đại kỵ của người làm quân. Thúc tiền ngây ra, lập tức nghiêm nghị đáp vâng. Ta hiểu rồi, Đa Tà Tam Hoàng thúc chỉ điểm, đi thôi." Thúc Tiền cung kính hành lễ với y, rời khỏi đại điện. Bên ngoài, Lý Tường Xuân vẫn còn trông chừng, cầm một ngọn đèn lồng cho cậu, yên lặng đưa cậu ra. Bước trên đường đá đen trống trải, Thiếu Đế nghĩ lại mọi chuyện ngày hôm nay, bỗng nghĩ mà sợ, bỗng xấu hổ, bỗng hối hận, bỗng cảm động, ngắm nhìn lão thái giám bên cạnh thân chính soi đường hộ mình, không kiềm được nói: Lý Công Công, tam hoàng thúc của ta, xưa giờ ông luôn theo bên cạnh ngài ấy. Có chuyện, ta có thể hỏi ông không? Bệ hạ gọi tiện danh của nô là được rồi. Bệ hạ muốn hỏi chuyện gì? Nô tỳ không hề có kiến thức, e trả lời không được. Mặt Lý Thường Xuân vẫn không lộ cảm xúc, nhưng nghe giọng cũng thêm mấy phần tình người so với ban nãy. Ta nghe nói trước kia lúc tam hoàng thúc đi tuần biên về, từng đến hoàng tổ phụ của ta thỉnh cầu, muốn đi nhậm chức phương Bắc, Ông có biết vì sao sau này chú ấy không đi nữa không? Bệ hạ, ở vị trí nào, sẽ muốn làm việc ấy? Huống chi là hoàng tử. Lúc điện hạ còn thiếu niên, không có ràng buộc, đúng là từng muốn đi làm thích xứ nơi biên quận, nhưng sau khi ngài ấy trở về không lâu, thánh võ hoàng đế lên cõi tiên. Nhưng năm đó triều đình của tiên đế, trên có miếu đường, cao vương hùng hổ dòng ngó, dân gian lại liên tiếp chịu tai ương không ngừng, tiên đế rất nể trọng ngài ấy, sao điện hạ có thể đi được? Lão thái giám tỏ thái độ khác thường, nhẹ giọng thì thầm kiên nhẫn nói một hồi. Thúc Tiền trầm ngâm một lát, lẩm bẩm: "Ta còn nói, là lồng giam của chính ta, chỉ sợ ta mới là lồng giam của Tam Hoàng Thúc." Cậu nói không đầu không đuôi, rước lấy cái nhìn của lão thái giám, nhưng ông cũng không nói gì, đưa người ra ngoài miếu đường giao cho kẻ hầu đang chờ, khom người nói: "Bệ hạ đi cẩn thận." Sau khi thiếu đế ra về, Thúc Thần Huy lại một mình đứng trong thần điện hồi lâu mơ hồ có tiếng gác chuông của hoàng cung lọt vào trong điện, nghe thấy, không ngờ đã đến giờ hợi tự lúc nào. Y giật mình, khẽ động đẩy, đi đến trước thần vị cúi bái, thi lễ xong lập tức đứng dậy rời khỏi, vội vàng xuất cung. Y đưa thiếu đế hồi cung rồi, thọ yến bên hiền vương phủ vẫn tiếp tục. Khương hàm nguyên tiệc xong mới về, tắm rửa xong, vì uống rượu nên trực tiếp nằm ngủ luôn, dĩ nhiên, cũng là ngủ trên giường mỹ nhân ở gian ngoài. Thật ra cô chẳng có nhiều tâm sự, Chuyện ngoài mong muốn ở vườn mai chẳng qua cũng chỉ là thư giãn gân cốt với cô, cộng thêm chính choáng đánh tới, rất nhanh chóng đã ngủ thật say, cũng không biết ngủ bao lâu, dần dần cơn ác mộng lại dập về, cô cuộn người, cực kỳ bất an, chờ mình. Giường Mỹ nhân nhỏ hẹp, cô lại nằm ở mép ngoài, người đang co quắp, xoay một cái, nửa bên kia là khoảng không bên cạnh giường, cũng may cô phản ứng cực nhanh, não chưa tỉnh cơ thể đã có phản ứng bảo vệ bản thân, theo bản năng đưa tay định ôm lấy mép giường xong làm sao cách quá xa, ôm không tới, nửa người rớt xuống, mơ mơ màng màng cho là lần này mình ngã chắc, bỗng cả người dừng lại, dưới thân như có thứ gì nhanh chóng lót vào, vững vàng tiếp lấy cô. Cô tỉnh hẳn, lông mi khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở to mắt, bất ngờ thay, đối diện với một đôi mắt nam tử thâm trầm đang nhìn xuống mình. Đúng là thúc thận huy đã về, cô rơi vào trong lòng cánh tay y. Cô có uống tí rượu, mù cũng khá sâu, không biết y về khi nào. Trong bộ dạng này, có lẽ là y mới vừa đứng trước giường, xông đến đón ôm lấy, tiếp cô khỏi rơi xuống đất. Chương 30. Tiên Tuyển Cung. Khương Hàm Nguyên thu tầm mắt nhìn nhau, lật người, từ trong vòng ôm của y về giường. Điện hạ về rồi. Cô thuận thế ngồi dậy, chào hỏi một câu. Ban ngày lúc y vừa chạy đến vườn Mai Hiền Vương phủ, phải thừa nhận, đúng là cô từng nổi giận. Giận, không phải là vì thiếu đế vô lễ đối với mình mà là từ đó sinh ra thất vọng. Nhưng đến phút này, cô cũng đã nghĩ thoáng. Thiên hạ từ thời Chu trở đi, Giang Sơn đổi chủ, Vương Triều thay đổi, cơ hội thiên hạ có thể gặp được vị chủ tôn anh Minh là bao nhiêu. Nếu tất cả đều là anh chủ, quốc phúc của Chu Thiên Tử cũng không chỉ mỗi 800 năm. Có câu thánh nhân xuất, Hoàng Hà thanh sao, nhưng cô nghe nói, nước Hoàng Hà trong ngàn năm khó gặp. Thân là võ tướng, ngăn địch phòng thủ biên cảnh, bảo vệ người dân tay không tất sát và quê hương họ, tận hết khả năng mình đi làm mọi chuyện một võ tướng có thể làm thôi. Về phần đỉnh chóp miếu đường Hoàng Triều, không phải cô có thể chi phối. Sao chích? Ấu học Quỳnh Lâm, thánh nhân ra đời, nước Hoàng Hà trong sông Hoàng Hà ngàn năm nước đục, khi nước trong được coi là dấu hiệu điểm lành so sánh với chuyện hiếm thấy. Nàng mới gặp ác mộng à, ta thấy nàng. Y nhìn nàng, chậm rãi thu tay lại, hỏi. Không. Ngày nhìn lầm rồi. Khương Hàm Nguyên lập tức nói. Y dừng lại, sửa miệng. Khát nước không? Khương Hàm Nguyên được một câu kia của Y nhắc nhở. Ban đêm trong phòng vẫn đốt lò sưởi ấm, cô lại uống chút rượu, ngủ một giấc tỉnh lại, đúng là thấy miệng đắng lưỡi khô. Cô bèn định xuống giường, lại bị Y ngăn cản. Không cần, nàng ở yên đó, để ta. Y nói xong, không đợi cô đáp lại, xoay người rót nước giúp cô. Khương Hàm Nguyên không hề muốn nhọc y bưng trà cho mình chút nào, nhưng y đã đi, cô tranh giành với y cũng không cần thiết. Bèn thôi, nhìn bóng lưng y. Y rót trà về, đưa chén trà. Khương Hàm Nguyên uống một ngụm, là nước ấm, vừa miệng uống. Nữa không, ta lại rót giúp nàng. Y nhận chung trà cô uống hết, mỉm cười, quan tâm hỏi. Đủ rồi, đa tạ, điện hạ ngài cũng đi nghỉ ngơi đi. Khương Hàm Nguyên cuốn mền, tự nằm xuống ngủ, xoay lưng về phía y. Một lát sau, cô từ từ nhắm mắt, mở miệng. Sao Điện Hà còn chưa đi nghỉ? Dẫu không quay lại nhìn, xong cô biết y vẫn chưa đi, luôn đứng đó trước giường mình. Chuyện hôm nay ta biết cả rồi, đa tạ nàng cuối cùng còn giúp bệ hạ nắn lại cánh tay. Ta rất là cảm kích. Giọng điệu y rất chân thành. Khương Hàm Nguyên vẫn nhắm mắt, không động đậy, vẫn đưa lưng về phía y, thản nhiên nói ngài ấy là quân điện hạ không trách tội ta ra tay quá mức làm bệ hạ bị thương nặng đã là may cũng không cần nói thế đâu không không ta nói thật hôm nay lúc ở vườn mai ta bảo ta sẽ cho nàng một câu trả lời hài lòng xảy ra chuyện thế này nói thật làm sao mới gọi là câu trả lời hài lòng ta cũng không biết chuyện duy nhất có thể làm là hết sức đền bù bệ hạ cũng đã biết sai là sai lầm lớn ngài ấy đã cam đoan với ta sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng thời này ấy còn muốn gặp mặt nàng tả tội, mong nàng thứ lỗi. Không cẩn thận mà, bệ hạ đã trao đổi với nhiếp chính vương ngài là được rồi. Về phía ta, chuyện đã qua xem như qua. Khương Hàm Nguyên không nói mấy câu nào không dám nhận ẩn chứa châm chọc gì. Nói ra lời này, giọng điệu cô đầy ôn hòa, đồng thời cũng xuất phát từ chân tâm thật ý của mình. Cô đoán sau khi thúc thận huy và thiếu đế hồi cung, giữa hai người đã có trao đổi. Nếu vị hoàng đế trẻ tuổi khinh cuồng kia thật sự có thể vì vậy mà ít nhiều nhớ vài lời dạy bảo, về sau biết chuyện gì nên, chuyện gì không nên làm, thế thì trái lại cô cảm thấy, chuyện vườn mai hôm nay là chuyện tốt. Sau lưng, yên lặng một lát, cô nghe người kia lại mở miệng. Đa tạ nàng rộng lượng, không chỉ bệ hạ, mà ta cũng cần phải tạ tội với nàng. Y ôm tội vào người, hẳn đây là thói quen của y ư? Khương Hàm Nguyên nhớ đến lúc trên đường từ cung ra ngày sau hôm đại hôn, y cũng thay đám người nhà mình tả tội với mình một đổi, rốt cuộc không nhịn được, mở mắt quay lại nhìn y. Điện hạ ngài phải tả tội gì với ta vậy? Tiên đế lâm trung, phó thác bệ hạ cho ta, tha thiết nhắc nhở, ta lại không dạy dỗ bệ hạ cho tốt, là thất trách cực lớn của ta. Không chỉ thế, nàng là vương phi của ta, đột nhiên vào kinh thành, lạ nước lạ cái, ta vốn phải để ý nàng nhiều hơn. Chuyện hôm nay, là ta không mảy may xem xét trước để nàng chịu ấm ức như thế đừng nói gì khác chỉ lấy riêng thân phận phu quân mà nói cũng là lỗi nặng của ta ta tà tội với nàng là bổn phận khương hàm nguyên ngó ý thấy dáng vẻ y đầy đau lòng thống khổ bỗng có phần hoài nghi điệu bộ này của y đến cùng là thật hay là giả vờ không nhịn được mà nhìn đăm đăm cũng không biết đạo hạnh mình quá thấp bé hay là đạo hạnh y quá cao thâm nhìn mãi lâu cô cũng không phân được thật giả chợt cảm thấy hơi buồn cười, một lần nữa, nổi lên chút thương hại đối với tên đàn ông trước mặt. Thân là nhiếp chính, chuyện ngày ngày khiến y phải quan tâm chắc hẳn không ít. Không tính tới dáng điệu đau lòng này của ý là thật hay là giả vờ cho mình xem, xử lý xong chuyện về còn phải phí tâm tư đối phó mình vậy, ngẫm lại, đúng là cũng không dễ dàng. Thôi khỏi, không cần nói với ta mấy thứ này. Cô nghiêng người, không nhìn gương mặt kia, ngừng đoạn, lại nói. Ta không tức giận, thật đấy ngài yên tâm đi nếu lần này bệ hạ thật sự có thể nhớ kỹ lời ngài chuyện hôm nay ngược lại là chuyện tốt cứ vậy đi cô không muốn y cứ đứng đấy đợi nói xong nhắm mắt tưởng lần này y đi rồi nào ngờ tên này vẫn không đi ngài còn chuyện gì khương hà nguyên thật sự chưa từng gặp người dây dưa dài dòng thế bị y cứ đứng trước giường nhìn bảo cô làm sao mà ngủ cô lại mở mắt nhìn y giọng điệu đã trở nên không kiên nhẫn được nữa y tựa như cũng chẳng tí ti phát hiện cô đã mất kiên nhẫn, thấy cô mở mắt ra nhìn mình, bộ mặt đau lòng một lát trước giờ đã mỉm cười, nói. Ta có ý này, nàng đến kinh thành đã ít ngày, ta lại luôn bận rộn không thể bầu bạn. Ngay mấy ngày nghỉ phép đại hôn kia, nàng đi đưa thư, ta cũng không đi cùng. Trong lòng ta thật áy náy, ngày mai vợ chồng Trần Luân Vĩnh Thái muốn đi tiên tuyển. Cung, chừng năm 60 dặm đường, không ấy chúng ta cũng cùng đi đi. Cương Hàm Nguyên không hề nghĩ ngợi, đang định lắc đầu cự tuyệt, y đã cướp lời. "Nàng chớ từ chối đã. Nàng nghe ta nói, ở đó ngoài cung suối nước nóng, gần đó còn giáp với Hoàng Lâm, chuồng hoa lưu sao, ngựa tía, ngựa xích thố cũng có, nuôi mấy con ngựa tốt. Ta có nghĩ, nàng cũng không thích qua lại với ai, so với ngồi trong vương phủ, chi bằng đến đó ở, không có chuyện làm thì vào Hoàng Lâm cưỡi ngựa đi săn." Không dám nói sẽ có bao nhiêu tiêu dao nhưng dù sao cũng phải thú vị hơn so với cả ngày nàng buồn bực trong vương phủ chút. Khương Hàm Nguyên dừng lại, y ngó sắc mặt cô, thấy hình như có vẻ động, lại nói tiếp. "Nàng yên tâm, ta sẽ không ở đó, ngày mai ta đưa nàng qua đó, đến rồi về liền, tuyệt đối không phiền nhiễu nàng. Chỗ đấy cũng thanh tịnh, không nhiều cặp mắt dò ngó, ta nghĩ nàng hẳn sẽ thích." Không thể không thừa nhận, lần du thuyết này của y vẫn có mấy phần dụ dỗ. Khương Hà Nguyên thầm tính toán, ở bên kia, ban ngày cưỡi ngựa, ban đêm một mình, không cần thấy y ở bên cạnh đi tới đi lui, ba tháng sẽ qua rất nhanh, đến chừng đó là có thể rời đi. Được, cô sàng khoái đáp, nhưng mà, ngày mai cũng không cần ngài đưa đi, ngài cứ làm việc của ngài, ta theo vợ chồng Trần Luân qua đó là được. Y bác bỏ, không ổn, cứ để ta đưa nàng đi, trùng hợp ngày mai không có đại tiểu triều hội, chỉ là nghị sự thôi, có thể chuyển lại sau không sao nàng và ta mới cưới còn chưa bao lâu, để một mình nàng đi, rơi vào trong mắt người ta cũng không biết nói thế nào. Nàng cũng biết đấy, kinh thành có lắm kẻ lưỡi giải thích bàn tán sau lưng người mới chịu ấy. Khương Hàm Nguyên ngẫm lại cũng đúng, mặc dù cô không quan tâm người khác xào xáo sau lưng mình thế nào, nhưng hẳn y sẽ để ý. Cũng được, cô thuận theo y, trên mặt y lại chia ra nụ cười mỉm. Vậy tốt rồi, ta không sao, không quấy nàng nữa ta đi báo già trang một tiếng, chuẩn bị sơ chút. Nàng ngủ đi. Y lui ra, tắt đèn hộ cô, bước ra ngoài, lát sau quay về phòng, đi thẳng vào gian trong. Sau một tràng tiếng cười đồ sột soạt rất nhỏ, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh lại. Sớm hôm sau, hai người thức dậy. Đêm qua Trang thì biết kế hoạch hôm nay, rất vui, trong đêm phái hai người qua đó, dọn dẹp chỗ ở trước. Trước đó, phía bên này cũng chuẩn bị kỹ càng những vật dụng hôm nay cần mang, chứa thức ăn thức mặc trang điểm các thứ đến lỏng dù bàn ghế cũng không sót đầy đủ mọi thứ thừa dịp trước khi xuất phát bà vội quét qua phòng còn thiếu gì bổ sung khương hàm nguyên thuận tay nhét quyền chữ khác mẫu kia vào sách theo qua kia buổi tối hết chuyện làm có thể luyện chữ một chút dĩ nhiên trang thị cũng muốn theo hầu toàn bộ gói ghém xong tuy bảo chỉ đi đơn giản không tính tùy hành chỉ đồ đạc thôi cũng chật kín hai chiếc xe ngựa vợ chồng nhiếp chính vương ngồi chung một xe Trang thị dẫn theo hai thị nữ một xe, thị vệ thống lĩnh vương nhân chọn tù hạ cưỡi ngựa đi cùng, thừa dịp còn sớm, trên đường còn vắng người, một đoàn xe ngựa xuất phát đi về cầu đầu rồng ngoài cửa đông, vợ chồng Trần Luân đã nhận tin gặp mặt ở đó, cùng lên đường. Xe ngựa không nhanh không chậm, đi chừng hai canh giờ, trước giữa trưa đã đến tiên tuyển cung. Tiên tuyển cung nằm trong cấm nguyển, cấm nguyển phía nam gần sông Vị, phía tây bắc gần núi, chu vi kéo dài chừng 300 dặm, trong đó hành cung sao lớn nhỏ có mấy chục chỗ, một hồ chỉ tầm 10 người đào. Trong đó tiên tuyển hành cung này là năm đó. Võ đế xây dựng cho mô Việt Hoàng Phi, chẳng những kiến trúc tráng lệ trang trí hoa Mỹ, mà để thỏa nỗi nhớ nhà của Hoàng Phi, còn cố ý xây cảnh phong thủy nước chảy liễu rũ cầu nhỏ trong cung huyền, nhìn như Giang Nam là tòa độc đáo nhất trong tất cả khu hành cung. Xung quanh đây sáng sủa thoáng đãng đương nhiên cũng khác biệt với vùng quanh Hoàng Thành. Sao Ly Cung, Hành Cung, chỗ ở ngoài cung khi vua ra ngoài. Dù vẫn chưa hết đông hàn, đỉnh núi xa xa vẫn còn thấy tuyết đọng, nhưng phía dòng suối gần đó ở hướng mặt trời, băng dần dần tan, thậm chí lờ mờ có thể nhìn thấy được màu xanh nhạt dưới lớp băng, rất vui mắt. Đoàn xe ngựa đứng ngoài hành cung, chi sự trong cung dẫn người chờ sẵn ở hai bên đường xe, thấy thế, bước lên chào hỏi, nhanh chóng dưới chỉ huy của trang thị, vội vàng chuyển hành trang xuống đưa vào trong cung. Thúc thần Huy đứng bên đường, đưa mắt dõi theo khương hàm nguyên cô xuống xe liền bị vĩnh thái công chúa kéo tay lại công chúa chỉ trỏ phong cảnh chung quanh cho cô chuyện trò thân mật trần luân thái y đứng bất động bước tới điện hạ sao không đi thúc thận huy thu mắt mỉm cười trong chiều còn có việc hôm nay ta chỉ đưa vương phi tới giờ quay về vương phi mới đến mấy ngày này phiền vợ chồng anh trông nom đưa nàng làm quen các nơi xung quanh chút Vĩnh Thái công chúa lớn hơn Vương Phi mấy tuổi, hôm qua Thọ Yến kết thúc về nhà, trong miệng đều là em nữ tướng quân, yêu không chịu được, đêm qua nghe bảo hôm nay cô ấy cũng muốn đi, càng hứng chí. Nếu nhiếp chính Vương nói vậy, đương nhiên Trần Luân sẽ không nhiều lời dư thừa, nhìn bóng vợ và Vương Phi đang thân mật nói chuyện, gật đầu đáp. Không ngờ công chúa nghe thấy, lập tức buông khương hàm nguyên, bước tới nói. Vương đệ nói gì thế? Sao ngài lại đi được? Hiếm khi mới được ra ngoài, ta với phò mã đôi vợ chồng già này nhìn nhau thấy ghét không nói hai người vừa mới tân hôn yến ngài vứt bỏ vương phi một mình bên này à thế là sao việc triều đình dù có nhiều đi nữa nhưng ta không tin vắng ngài hai ba ngày thiên hạ cũng không đổi được nhiều quan thần vậy để làm gì triều đình phát bổng lộc không cho họ à nàng ta bô bô nói một chàng, trần luân không dám ngăn cản chỉ âm thầm giật giật ống tay áo nàng công chúa cũng không để ý thấy một người đang dẫn ngựa tới nghĩ là chuẩn bị để nhiếp chính vương về thành bước lên sai người dắt ngựa về thúc thận huy lộ vẻ khó xử nhìn khương hàm nguyên bên cạnh cô đang xoay mặt chỗ khác nhìn về núi rừng xa xa trần trừ một lúc mắt nhìn bóng lưng cô chậm rãi nói vậy ta ở lại một ngày rồi về nói sau đi nói sau đi dù sao lúc này vương đệ đừng có mơ mà đi trần luân đứng ngoài quan sát đến giờ cũng ít nhiều nhìn ra ý đi của nhiếp chính vương cũng không kiên định. Anh biết nhiếp chính vương, nếu thật sự có chuyện không thể ở lại, chưa nói một cô công chúa, mười cô cũng không giữ lại được. Rồi nhìn theo ánh mắt y, vương phi còn đang ngắm phong cảnh, hồn nhiên không hay chuyện bên này. Anh ta chợt nhớ lại tin đồn gần đây, nhiếp chính vương sợ vợ. Lẽ nào vương phi trướng mắt cậu ta không muốn giữ người, cậu ta đây là bất đắc dĩ sao? Bèn bẩn biểu lên tiếng khuyên nài. Điện hạ, ta thấy công chúa nói có lý. Vương Phi đương nhiên rộng lượng, sợ làm trễ nảy việc của Điện Hạ, đồng ý để Điện Hạ hồi chiều. Nhưng nếu Điện Hạ có thể ở, thì vẫn nên ở lại mới phải. Có lẽ lâu rồi ta không có cơ hội có thể phóng ngựa săn bắn cùng Điện Hạ, hôm nay nếu được cùng dạo chơi, cầu còn không được. Vợ chồng anh ta một ép ở, một khuyên nài, nhiếp chính Vương không đẩy đưa lại, bèn đành phải đi đến bên cạnh Vương Phi, thấp giọng. Hay là, hôm nay ta ở lại, ở với nàng một ngày. Khương Hàm Nguyên ngắm cảnh xa gần quanh mình xong, xoay mặt lại. Cặp mắt y đang ngóng nhìn mình. Tùy điện hạ, thuận tiện là được, ta không sao. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.